Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh ở phiên Mỹ đêm qua, trong lúc nhà đầu tư chờ những thông tin kinh tế mới từ Mỹ để định hình triển vọng lãi suất. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC không ngừng tăng cao, lập kỷ lục mới gần mức 90 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn bô số 9 giữ ở trên mốc 75 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 18 triệu 300 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 4 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bô số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 86 triệu 800 cho đến 87 triệu 700 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 88 triệu 300 cho đến 89 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bô số 9 niêm yết ở 2 chiều mua bán cao nhất tại 74 triệu đồng một lượng và 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 87 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 87 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 89 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 86 triệu 800 nghìn đồng một lượng và 88 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 86 triệu 800 nghìn đồng một lượng và 88 triệu 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 86 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 86 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 89 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Mê Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 88 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 87 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 89 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bô số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 28 triệu 678 nghìn đồng một lượng đến 73 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 31 triệu 178 nghìn đồng một lượng đến 75 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, thị trường vàng thế giới tăng khá mạnh
do thị trường lao động của Mỹ dường như đang mất đà sau khi ngày càng có nhiều công nhân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đạt mức 231.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 4, tăng 22.000 đơn so với mức điều chỉnh của tuần trước đó là 209.000 đơn. Dữ liệu việc làm mới nhất đã bỏ xa đáng kể kỳ vọng khi các nhà kinh tế đang kỳ vọng mức tăng nhẹ lên 212.000 đơn. Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới cũng đã cho rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2024. Dù sớm hay muộn thì nước Mỹ cũng sẽ bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay thì dự báo giá kim loại quý sẽ tăng lên 2.700 đô la Mỹ vào cuối năm. Chiến lược gia ông Daniel Galley của công ty TD Security nhận định với hãng tin Reuters, thị trường vàng có thể đang chờ đợi một chất xúc tác để tăng. Dư địa giảm giá vàng không nhiều vì các nhà quản lý quỹ vẫn đang mua vào, dù lực mua có phần hạn chế. Nhà đầu tư đang chờ báo cáo niềm tin người tiêu dùng dự kiến sẽ được Đại học Michigan công bố trong phiên ngày hôm nay thứ Sáu và phát biểu của các quan chức của Fed về chính sách tiền tệ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 của Mỹ dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày 15 tháng 5 tới. Phát biểu ngày hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh tại Boston, bà Susan Collins nói, lãi suất chính sách của Fed có thể sẽ phải duy trì ở mức giá hiện tại cho tới khi lạm phát giảm bền vững về mục tiêu 2% của Fed. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng lên mốc 105,72 điểm, tăng so với rạng sáng ngày trước đó. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng nhẫn trơn được điều chỉnh tăng ở tất cả các thương hiệu. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể và hiện giá vàng nhẫn trơn vẫn đang ở vùng cao trên 75 triệu đồng một lượng nhờ được hưởng lợi từ sự leo thang của giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC. Như vậy, giá vàng nhẫn trơn trong thời gian gần đây không có thay đổi nhiều. Điều này phản ánh thị trường vàng nhẫn trơn trở nên trầm lắng trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang vàng miếng SJC khi mặt hàng này biến động mạnh. So với thời điểm cách đây một tuần, giá vàng nhẫn trơn tại các thương hiệu tăng nhẹ khoảng từ 50 cho đến 300 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC thời gian gần đây liên tục biến động mạnh sau các phiên đấu thầu vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Dù mục tiêu là hạ nhiệt thị trường vàng, nhưng khi các phiên đấu thầu diễn ra không mấy thuận lợi thì giá vàng miếng SJC đã tăng như vũ bão và chạm mức kỷ lục 89.500 đồng một lượng. So với thời điểm cách đây hơn một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 3 triệu đồng một lượng, khiến cho chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở trên mức 18 triệu đồng một lượng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.